Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Bây giờ cái nhà cuối cùng mình đi coi trong ngày hôm nay là cũng một cái nhà khác tại thành phố Fountain Valley. Căn nhà này được rao bán là 1.800.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.500 square feet và lot size là cũng là 7.200. Cái location thì mình thấy nó tốt hơn cái nhà hồi nãy mình đi coi. Và hồi trước thì mình cũng có coi một cái căn nhà cách đây 1-2 dãy vậy nè. Đó, trong cái khu này luôn. Rất là khu này mình rất là thích ha mọi người. Ok, rồi, mình sẽ đi vào bên trong và mình quay cho mọi người coi. Alright, đây là cái khu vực phía ngoài của căn nhà này ha. Khu vực này cái đường xá nó rộng rãi hơn cái nhà hồi nãy và cái khu nó cũng tốt hơn. Mọi người thấy đó, ở bên ngoài thì nó không có cái nhiều xe ha. Rất là yên tĩnh. Nhà này cũng rất là sạch sẽ và rộng rãi bên trong. Cái nhà này được rao bán bởi Open Door. Thì như mọi người biết đó thì những cái công ty lớn như là Zillow hay Open Door họ mua lại những cái nhà này với giá cao. Và đa phần là họ bán lại cũng cái giá cũng rất là cao. Nên mình nghĩ cái nhà này họ để giá như vậy thì không biết là có đúng với thực với cái giá trị thực của căn nhà này hay không thôi. Đó. Thì bên ngoài họ cũng nói chung là nhà này cũng khá là cũ rồi, họ cũng không có upgrade, không có remodel, không có làm gì hết. Họ chỉ dọn dẹp sạch sẽ, sơ sài tí thôi. Mọi người thấy mấy cái stucco ở ngoài nè, đó là cũng là những cái stucco của cũ không à. Ok, rồi phía bên trong chúng ta đi vào phòng khách và phòng ăn ha. Cái nhà này có được một cái là nó rất là sáng sủa và cái phòng khách đó và cái phòng nhà bếp nó rất là rộng mọi người. Đó, nó chiếm chắc cũng khoảng là phân nửa cái diện tích của căn nhà rồi. Cái thứ hai nữa là cái nhà bếp thì bên này á, họ giữ là những cái đồ cũ thôi, họ chỉ giống như là clean up lại một tí. Nếu mà chúng ta mua về thì có thể chúng ta phải bỏ một số tiền thêm để sơn sửa lại, remodel và nâng cấp cái nhà bếp lên ha. Rồi cái phía sau chúng ta có một cái đất cũng rất là rộng, nhưng mà cái nhà này thì họ có cái hồ bơi. Nếu mà những ai muốn giống như là có cái ý định xây dựng ADU hay là làm này nọ thì phải bỏ cái hồ bơi này đi ha. Đó. Còn nếu mà muốn mua mà để giữ cái hồ bơi này lại thì cũng được. Nó hồ bơi thì nó cũng có cái giá của cái hồ bơi ha. Đây ở ngoài ha. Nói chung là cái mái nhà này nó tình trạng bên trong và bên ngoài thì nó không mới bằng cái căn nhà hồi nãy. Tại vì căn nhà hồi nãy họ đã remodel rồi. Căn nhà chỉ được một cái là cái nó better location, nhưng mà cái tình trạng căn nhà thì nó không có bằng. Nó bù qua sót lại. Mà cái nhà kia thì họ bán chỉ có 965.000 thôi. Căn nhà này họ bán cái trên 1 triệu. Thì mình thấy cái giá trên 1 triệu thì có thể nó hơi cao. Mình tắt cái đèn đi. Nó hơi cao so với cái nhà này. Actually khu vực này thì bây giờ nói chung ra Fountain Valley đó nó thực sự ra mình không biết được cái giá trị thực nó sẽ đi tới đâu. Là tại vì rất là nhiều người ta muốn đổ về Fountain Valley người ta mua nhà ha. Ở đây là cái phòng master bedroom nha mọi người. Master bedroom ở đây thì có thảm. Ok. Tình trạng đây là cái phòng nhà tắm ha. Đó, nhà tắm ở đây. Đó. Thì như mình nói hồi nãy, cái tình trạng mà khan hiếm nhà tại khu vực Orange County nói chung và thành phố Fountain Valley nói riêng thì hiện nay nó rất là nghiêm trọng. Mình nói là nghiêm trọng luôn. Là tại vì họ không có nhà để bán. Và mình nghĩ rằng đó, qua năm sau cho dù cái lãi suất nó có tăng đi chăng nữa đó thì cái giá nhà nó vẫn lên và giá nhà nó sẽ không xuống trong tương lai gần. Là tại vì quá ít nhà đi. Ok. Đây là cái phòng ngủ thứ hai đó. Quá ít nhà nên chúng ta rất là khó cho những cái người mà muốn mua nhà lần đầu tiên. Đó. Đây là cái phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ cuối cùng ha. Nói chung ra là cái tình trạng này nó sẽ kéo dài. Thì đối với mình á, những cái người nào mà có khả năng thì vẫn nên mua nhà vào đợi thời điểm này. Tại vì nếu như càng đợi thêm thì giá nhà nó sẽ càng tăng lên.
chứ mình nghĩ cái khu vực Orange County này thì nó cái giá nhà nó sẽ không có xuống đâu ha, nó không có xuống nhiều đâu, tại vì nó rất là có nhiều, rất là nhiều lý do, từ việc làm, giáo dục, khí hậu, địa điểm đó. Rất là nhiều người vẫn còn muốn đổ dồn về đây họ ở, và cái số lượng nhà nó bán ra rất là giới hạn như vậy thì cái giá nhà nó sẽ không có thể nào mà nó xuống trong tương lai được. Ok, rồi. Nói chung là cái căn nhà này mình cũng thấy khá là thích, tại vì họ cũng list cũng thật sự là cũng khá là vừa phải thôi, chứ không phải là quá cao. Nhưng mà đối với mình cái giá này là vẫn cao so với cái mặt bằng thị trường và tình trạng căn nhà. Nói chung ra thì chắc cũng phải trả lên rồi đó mọi người, chứ trả xuống thì rất là khó mua ha. Ok, hai cái căn nhà hôm nay thì mình thích cái căn nhà hồi nãy hơn. Actually cũng 9-10 thôi, 9-10 mình cũng thật sự cái nhà này mà mình mua cỡ khoảng around 1.1 triệu, 1.1 triệu đến 1.50 triệu là ok, mình chỉ sợ là phải trả lên thêm thôi. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video và chia sẻ cái channel này của mình. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.